Xin chào các bạn, lại là mình bác sĩ Lê Hương đây. Hôm nay mình lại đưa các bạn tới với thư viện ca lâm sàng của nha khoa GT. Hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện về một mẹ bỉm sữa có một hàm răng khấp khạch và hôi hô làm cô ấy kém tự tin khi cười và khi nói chuyện, và cô ấy đã quyết định niềng răng. Đây là nụ cười cô ấy khi tới nha khoa, có những chiếc răng khẩn, răng khấp khẩn. Và đây là nét mặt nhìn nghiêng cô ấy, hơi hô nhẹ. Và chúng ta cùng đi vào cận cảnh nụ cười của cô gái, là có một chiếc răng ba ở bên phải lật hẳn ra ngoài cung răng. Các răng hai thì bên cạnh thì lật vào trong. Đây, vùng răng này không khớp với nhau. Đây, hai mình bị hở vùng răng này. Trục răng cửa thì hơi chìa. Rồi, bên này thì hàm có vẻ khớp hơn ha. Rồi, đây là hình này mình chưa xoay lật lại nha các bạn. Cái răng bên hàm, răng nanh bên phải nằm lật hẳn ra cung răng. Các răng cửa bên lật vào trong ha. Cung răng thì nó hơi hẹp. Rồi, cung răng dưới thì bọc khá là chen chúc vào nhau. Và cái hoạt điều trị của ca này là vì bạn ấy có hàm răng hơi chen chúc và trục răng cửa hơi chìa, thì nha khoa quyết định là sẽ nhổ bớt một số các mảnh răng để mình giải tỏa cái vùng chen chúc phía trước, lấy chỗ để xếp đều và kéo răng trước vô để giảm hô cho bạn. Và chiếc răng được lựa chọn nhổ là bạn răng cố nhỏ đầu tiên, là bạn răng này. Đó, mình sẽ nhổ cân, phải nhổ cân cả hai bên, hai hàm, hàm trên dưới để đưa về được cái tương quan khớp cắn đúng. Bạn răng số 4, đây. Rồi, và bạn răng này. Và bây giờ chúng ta cùng xem kết quả sau 2 năm niềng răng của bạn. Đây là hình ảnh trước và sau. Hai hàm đã đưa về khớp cắn đúng. Đây, các bạn để ý này, mình đã nhổ bớt một cái bạn răng cối nhỏ ở đây, hai bên. Đây, chúng ta thấy đây răng hàm đến bạn răng cối nhỏ thứ hai và bạn răng nanh. Hàm rất là khớp với nhau và đã giảm độ chìa của răng cửa, trục răng cửa rất là đẹp. Hình ảnh hình răng trước và sau. Đây. Các bạn để ý này, mình đã mất một cái bạn răng số 4 ở vùng này. Ở dưới còn một bạn răng cối nhỏ. Và đóng khít hoàn toàn. Đưa hai hàm về một cái tương quan khớp cắn rất là đúng. Rồi, đây là nụ cười, cận cảnh nụ cười của bạn trước và sau. Một sự cải thiện rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, đây là khuôn mặt của bạn ấy khi cười. Khuôn mặt đã hài hòa cân đối hơn. Nụ cười đã chuẩn và rất là đẹp. Nét nghiêng của bạn cải thiện rất là rõ. Giảm độ nhô của môi. Vâng, vậy chúc mừng một mẹ bỉm sữa trẻ trung năng động. Chị sẽ với 2 năm niềng răng đã có một hàm răng đẹp, tuyệt vời đẹp, và với một nụ cười tươi tắn, tỏa sáng hơn. Vậy nếu các bạn có tình trạng răng miệng tương tự như mẹ bỉm này hay là một tình trạng răng miệng nào khác thì có thể inbox với nha khoa để mình tư vấn cho các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.